ta áp cho mình, không mua là người ta áp rồi. Nên trong mùi thì đợi cái này khi nào nó thì chúng ta sẽ dệt những sợi nhân ra một cái mũi là con là con chữ. Không thích tìm cái gì cũng đánh thẳng, đánh đào sớm cơ, đánh thẳng đào sớm rất đầu gối. Ừ, vậy là nó sẽ ra một loạt mẫu mình lựa chọn. À, hãy ơi. Hôm trước ăn bún đấy, anh chuyển chưa nhỉ? Hôm trước ăn bún, hà giả anh, hình như anh chưa chưa dùng. Ở đấy, tiền trà sữa, hay là tiền trà sữa, bốn hình anh, bốn hình như, bốn hình như anh trả rồi. Hay là chưa nhỉ? Chưa. Bốn đấy. Cứ trẻ thêm à? Tiền trà sữa hôm qua là 29 ngô anh chưa dùng. Còn tiền bún hải sản á? À hôm qua nhắc anh chuyển đi. Bún hải sản anh chuyển cho. À đúng rồi em chuyển hai lần. Chị Trang trả đúng không? Em chuyển cho anh độ. Ok. Cho anh xin cái mã QR anh chuyển tiền này. Tiền gì ạ?